Xin chào các bạn, mình là Mỹ Linh. Thì đợt vừa rồi mình đã đậu phỏng vấn visa vào ngày 6 tháng 11. Thì ngày hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một vài điều. Đó là khi mà phỏng vấn ở lãnh sự quán thì chắc chắn là tâm lý của ai cũng đều rất là hồi hộp và run. Đó là điều đương nhiên. Và mình thì mình cũng rất là run. Nhưng mà vẫn luôn nhớ mọi người đều dặn là mình phải tự tin hết sức. Có nghĩa là dù sao đi nữa thì cũng đã bước vào đây rồi. Có nghĩa là mình phải thể hiện mình hết sức. Tại vì nếu như mà mình không tự tin á, thì khi mà lãnh sự quán hỏi mình sẽ bị đơ đứng hình, thì dẫn đến là mình sẽ dễ dàng bị rớt phỏng vấn visa. Thì mình nghĩ cái yếu tố đầu tiên các bạn cần phải có đó là các bạn phải thật là tự tin. Lúc nào cũng phải cười khi mà bước vào lãnh sự quán. Và đồng thời là khi mà vừa mới gặp lãnh sự quán thì các bạn nên chào hỏi đại loại là good morning sir hay là madam gì đó, để thể hiện một cái thiện cảm nhất định đối với vị lãnh sự quán sẽ phỏng vấn mình. Thì về mặt hồ sơ thì mình nghĩ là luôn luôn có hai yếu tố chính, đó là về học tập và tài chính. Thì học tập thì chắc chắn là các bạn phải đem theo bảng điểm nếu như mà các bạn học đại học và kèm với học bạ cấp 3. Đồng thời là mình nghĩ các bạn cũng nên đem nếu như mà các bạn có bằng IELTS, TOEFL hoặc là TOEIC gì đó. Và các bạn phải thể hiện mình, có nghĩa là lúc mà người ta kêu là mình phải đưa học bạ bảng điểm, thì nếu như các bạn có thành tích học tập như thế nào thì lúc mà các bạn truyền vô các bạn có thể nói luôn. Ví dụ như là mình có đạt giải 3 trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, thì lúc mà mình, đồng thời là mình cũng có IELTS, thì khi mà tới lãnh sự quán lúc mà nói đưa học bạ bảng điểm thì mình đã đưa cả IELTS và cả những cái bằng cấp hồi cấp 3 cũng như là bây giờ của mình. Thì kiểu như là cũng tạo một phần nào thiện cảm với lại người lãnh sự quán. Các câu hỏi phỏng vấn thì đã được các anh chị bên Tân Đại Dương hướng dẫn một vài câu hỏi mà có nghĩa là xung quanh những cái vấn đề mà lãnh sự quán sẽ luôn hỏi. Tại vì mỗi một bạn là có một cái case riêng, có nghĩa là không thể nào mà lấy cái case của bạn này mà đưa cho bạn khác được. Cho nên là mọi thứ các bạn đều phải rất là chủ động, có nghĩa là nhận được câu hỏi thì mình là người trong vai trò đi phỏng vấn, và trường hợp của mình là mình học trường đó, rồi tài chính của mình như thế này đó, thì các bạn sẽ tìm câu trả lời sao cho phù hợp và thuyết phục nhất. Lý do mà mình chọn Mỹ đi du học, tại vì thật sự là mình đã đến Mỹ một lần rồi, là vào năm 2011 để du học hè. Thì phải nói là Mỹ là một đất nước rất là, thiệt sự phải nói rất là tuyệt vời. Nghĩa là khi mà mình trải nghiệm mọi thứ ở đó thì mình cảm thấy là những cái trải nghiệm ở đó đều rất là quý giá và nó rất là hay, rất là lạ. Đồng thời là mình học ngành truyền thông, thì như các bạn cũng đã biết là truyền thông thì Mỹ luôn luôn là một trong những nước dẫn đầu về cái ngành truyền thông này rồi. Cho nên là mình sẽ có nhiều cơ hội được học tập, trải nghiệm, cũng như đồng thời là cái khả năng cao sẽ được nhận vào những công ty ở Việt Nam. Thật sự là mình rất là thích đi du học Mỹ ngay từ hồi nhỏ. Qua đó thì đầu tiên mình sẽ học City College of San Francisco chuyên ngành Communication. Sau đó 2 năm thì mình sẽ chuyển tiếp lên học ở San Francisco State University để lấy cái bằng đại học ở đó. Thì mình sẽ hoàn thành cái học hành trình học tập của mình trong vòng 4 năm. Cảm nhận của mình khi mà làm hồ sơ ở Tân Đại Dương đó là mình cảm thấy là kiểu như là mình rất là tin tưởng, là tại vì hầu hết là các anh chị đều hỗ trợ rất là nhiệt tình. Đồng thời là các anh chị cũng có đưa ra lời khuyên, và mọi thủ tục thì mình có gì thắc mắc thì mình cứ việc hỏi và đều được các anh chị giải đáp hết. Đồng thời là trước khi đi phỏng vấn thì như mình đã nói là Tân Đại Dương không cho mình sẵn câu trả lời, mà các bạn phải tự tìm hiểu xem là câu trả lời phù hợp nhất để cho các bạn tự tin hơn. Đồng thời là các bạn sẽ không bị ảnh hưởng quá bởi những cái điều mà có thể là tác động ngoài từ nhiều người. Thì mình nghĩ là cái điều này khá là hay. Thiệt sự là tại vì cái tiến trình mà làm cái này là sau khi em học phỏng vấn xong em về em tự soạn câu trả lời bằng tiếng Anh luôn. Nghĩa là tại vì em quen cái cách nói, cái cách sử dụng ngữ pháp của em, cho nên là khi mà lúc mà sửa thì cũng không có chỉnh sửa gì nhiều, mà chủ yếu là mấy chị kiểu như là tập cho em phỏng vấn cái phản xạ vậy đó.
nghĩa là hỏi mình câu gì thì mình đặt trường hợp mình là người đi phỏng vấn thì mình sẽ trả lời như thế nào, thì chủ yếu là cái phản xạ. Còn về mặt nội dung thì cũng có chỉnh cho em khá là nhiều, đồng thời là mình cũng được học về tự tin của anh Bảo Anh là giám đốc của công ty Tân Đại Dương. Thì thật sự phải nói là anh cho mình những cái kinh nghiệm, đồng thời là giúp cho mình thật sự là tự tin hơn, là tại vì anh nói là lãnh sự quán thực chất cũng không phải là cái gì lớn lao lắm, không phải là tất cả mọi thứ họ đều biết về mình, nhưng mà cái cách mình thể hiện là chủ yếu để cho họ thấy là họ có tin mình được hay không, họ có chấp nhận cấp visa được cho mình hay không. Thì cái phần lớn đó cũng giúp mình tự tin hơn phần nào để mà đạt được thành công trong việc phỏng vấn visa. Mình biết đến dịch vụ Tân Đại Dương là có nghĩa là thông qua là Facebook, thì nó có một cái là digital marketing, thì nó có cái sponsor. Thì mình biết được cái công ty Tân Đại Dương, và đồng thời là mình cũng thấy là có khá nhiều bạn đậu visa ở đây, thì mình cũng tự hỏi là chắc chắn là ở đây phải có kinh nghiệm và bí quyết gì đó để cho các bạn có thể tự tin và đồng thời là giúp các bạn đậu được visa dễ dàng. Thì hiện tại thì mình đã có được visa rồi, và lời khuyên của mình đó là đầu tiên lúc nào các bạn cũng phải tự tin, nghĩa là tự tin vào chính mình. Và lúc nào cũng phải bước vô lãnh sự quán là cũng phải luôn nở nụ cười, đồng thời là chào hỏi để giúp cho mình gây được thiện cảm. Và đồng thời là nếu như mà gọi là chuẩn bị quá kỹ hoặc là quá lo lắng thì cũng không nên, mà ít nhất là các bạn cũng phải có trong đầu mình cái định hướng là mình qua bệnh muốn làm gì, học gì, mọi thứ các bạn đều phải tự mình vận động được hết. Tại vì bạn phải cho người ta thấy bạn là một người rất là chủ động trong việc học tập, thì từ đó mình sẽ thuyết phục được người ta hơn. Mình chúc cho các bạn là sẽ đạt được visa trong kỳ phỏng vấn visa của các bạn nhé.